Cho mình biết là tên đạo diễn của bộ phim Tháng Năm Để Dành ạ. Đạo diễn tên là Lê Hằng Nguyên. Lê Hằng Nguyên đúng không ạ? Rồi, ok. Bên ngoài việc tặng đĩa CD thì cho bạn một cơ hội để hỏi các bạn diễn viên hoặc là có yêu cầu gì đó cho các bạn. Bạn có yêu cầu muốn hỏi gì các bạn ấy không ạ? Rồi, lúc nào Trinh suy nghĩ ra giơ tay lịch cho là con hỏi đi. Wow. Rồi, xin cảm ơn bạn rất nhiều. Có hỏi nữa dành cho các bạn. Hãy cho chúng tôi biết con này dễ nè. Cho chúng tôi biết xem ba diễn viên Trinh tôi tháng năm để nha. Quá dễ luôn. Rồi, em biết giơ tay ạ. Rồi, xin mời bạn ạ. Bạn tên gì? Rồi, Thảo hãy cho là biết tên của các nhân vật này đi ạ. Đó là Quốc Mùi, ở đây là Sư Mục, ở đây là Quốc Mùi. Cho, ví dụ mình cho biết hỏi câu hỏi phụ, bây giờ cho biết thêm tên các nhân vật trong phim này bên ngoài đời, biết là trong phim các bạn tên gì ạ? Diệu Liên. Rồi, xin được cảm ơn bạn rất nhiều, còn có quà dành tặng cho bạn ạ. À. Bây giờ chắc mời xuống cùng tặng rồi. Rồi, các bạn hãy cho chúng tôi biết tên một ca khúc nhạc phim của phim Tháng Năm Để Dành. Rồi, quá dễ luôn, ai biết giơ tay nhanh gọn nè, lấy quà các bạn ơi. Chơi chiêu không ha. Ai biết ạ? À? Ai muốn lấy quà thì giơ tay cho là câu hỏi nhạc phim của phim Tháng Năm Để Dành là gì sẽ được nhận ngay một đĩa nhạc phim do ba diễn viên chính của Tháng Năm Để Dành nhận tặng. Xin mời bạn ở đây ạ. À. Bạn tên gì? Bạn hãy giới thiệu mình với mọi người. Anh tên là Hậu, tên đầy đủ là Lê Xuân Hậu. Xuân Hậu có liên quan gì tới Xuân Hậu không ạ? Rồi, bạn hãy cho mình biết là tới một ca khúc nhạc phim trong phim Tháng Năm Để Dành ạ. Biết được là có một ca khúc là Chiều Vắng của do ca sĩ Trung Quân. Rồi, vậy hỏi thêm là trước ca sĩ Trung Quân có ai từng thể hiện thành công qua khúc này ạ? Có hãng trụ, có mặt trụ. Hình như là trong mặt trong phim có Anh Trường. Chính xác rồi. Rồi, chính xác. Bây giờ mình cho bạn thêm một cái quyền lợi nè. Mình có yêu cầu các diễn viên phải làm gì hoặc là có câu hỏi nào dành cho các bạn ấy không ạ? Cho trao quyền luôn. Em muốn anh Sơn Láp hát lại cái ca khúc trong phim. Rồi, cái ca khúc trong nhạc phim đúng không ạ? Xin mời Sơn. Em xin được hát cái bài mà em thể hiện trong bộ phim của em, nhưng mọi người đừng bỏ đi nhé. Người yêu ơi, dù mai này cách xa, mãi mãi dường như là tình yêu chúng ta. Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em, ta càng thấy yêu em. Rồi, cảm ơn từ nét từ vỗ tay may quá, mọi người vẫn yêu mến ở lại. Xin được cảm ơn bạn Hậu rất nhiều nha. Và còn một món quà cuối cùng thì cho ba bạn đặt câu hỏi cho khán giả. Ai cũng đặt câu hỏi cho khán giả không? Câu hỏi cuối cùng sẽ là không có câu hỏi nhớ nếu anh muốn lấy cái xe để em đến từ 1 đến 3 nếu anh đưa tay trước thì sẽ thuộc về người đó. 1 Theo như lời Vinh Trang thì ai hôn tự em sẽ hô từ 1 đến 3, ai sẽ giơ tay nhanh nhất thì sẽ nhận được đĩa CD và Vinh Trang đến tận nơi tặng ạ.
Bây giờ em đến mọi người tập trung nhé. Mọi người tập trung nhé. Một, một, hai, hai dưới, cao. À, trời ơi, bạn nghĩ chưa? Rồi, chạy thứ hai nhanh nhất, chạy thứ hai nhanh nhất lại nằm luôn ạ. À. Rồi, lại đúng, lại đúng, lại đúng, lại nằm lại luôn. Thôi, con đây, chụp hình này, con bé. Cái này, trang cái này đúng không? Rồi, và chúng ta có một cái thông cáo nhỏ liên quan đến vấn đề này, món quà này. Xin mời sao tiếp ạ? Và chắc là xin mời các bạn chúng ta hãy chụp hình lưu niệm với các bạn khán giả ha. Để các bạn ơi, mình ở đây là chụp hình lưu niệm với các bạn ấy được không ạ? Chụp hình lưu niệm với Trang, với lại Hùng, với lại Đức Cường không ạ? Xin mời ạ, xin mời ạ, xin mời. Ai các bạn ở đây cầm quà lên chụp chung cũng được ạ. Xin mời tất cả mọi người hãy chụp hình chung với các diễn viên chính của phim Thái Cầm Để Dành nào. Xin mời. Xin được cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một buổi sinh viên vui vẻ.